chào cả nhà đến kênh Lâm Phạm Tiền Giang. Chúc cả nhà ngày mới được nhiều sức khỏe. Hôm nay mình theo anh Dân, anh Dũng đến ấp Tư, xã Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang để quay các anh cưa cây. Ồ, cả nhà thấy cây bằng khủng này quá bự luôn cả nhà. Cây bằng khủng này anh Dũng ôm không giáp luôn á. Thì hôm nay anh Dũng và anh Dân sẽ cưa cây bằng khủng này. Được biết cây bằng này khoảng 50 năm. Thì chủ nhà cũng đó chặt cho nó chết, nhưng mà rất là nguy hiểm, nếu nó chết nó sẽ đổ ngã về bên phía mấy nhà, nên tìm các anh để xử lý cây bằng này. Xin mời cả nhà cùng theo dõi với mình. Anh Dân bắt đầu leo lên cưa nha cả nhà. Những cái nhánh của nó trên đã khô rồi. Anh dần được cái thế của cây gừa leo lên. Nào giờ mới thấy cái bằng bự dữ lắm luôn á anh Dũng. Lần đầu tiên luôn á. Thì cái bằng này nãy chủ nhà nó khoảng 50 năm thời hòa bình đó cả nhà. Anh Dân bắt đầu kéo cái máy cưa lên. Những cái nhánh ở trên cả nhà thấy nó cũng đã chết khô rồi. Cái này anh Dân chắc sẽ cưa xả xuống về bên phía đây quá. Chứ bển thì cả nhà thấy có cái mấy nhà mới cất này. Còn ngoài thì nó cũng đã mục rồi. Nếu mà cái bằng này không cưa sớm nó sẽ ngã đổ vô nhà của hàng xóm cái bên. Chính vậy mà chủ nhà nhờ các anh tới cưa cái bằng này. Mưa đến rồi. Thì cả nhà ở đâu thấy cây bằng hơn cây bằng này thì chủ nhà cho mình hay nha. Chứ theo mình từ hồi quá giờ mới thấy cây bằng bự như vậy á. Cẩn thận chút anh Dân ơi. Cái bằng chết khô này nó rất là nguy hiểm. Lỡ nó một anh bước rồi kỹ kỹ chút xíu coi chừng tắm xong nó cho nội. Chụm khô rồi, chụm cháy cũng ngon lắm. Để nấu cơm rồi.
dần bữa này cây làm mới nha, với cái sinh mới của công ty Petco tặng với tài trợ tặng anh Tùng Du Thủy. Anh Tùng Du Thủy gọi điện thoại kêu anh Dân đến để chia sẻ những cái phần quà của công ty. Vì anh Tùng thấy anh Dân không có cái làm với lại cái sơn, anh Tùng kêu anh Dân đến để chia sẻ cái niềm vui chung. Bên đây nè cũng có cái đường chạy xe nữa nè, nên nếu mà cái bằng này trời mưa dông thì nó ngã xuống rất là nguy hiểm cho bà con lưu thông. Đây mình đứng khúc đó, mình chỉ thấy cái nhà thôi chứ không thấy con đường. Phải cẩn thận leo nha cả nhà, để đỡ mà trúng hay chăng cái nhánh nó bị mục á, trượt chân xuống nó rất là nguy hiểm. Đi lẹ lẹ qua giùm đi. Đó. Rồi. Cho nó nhủi xuống ha, anh đừng cho thằng phăng xuống, anh cứ nghĩ là anh cưa, anh cho nó nhủi xuống vậy nè. Bên dưới có cây dừa nhưng mà mình né cây dừa đâu. Dân bắt đầu hãy lên tới cái nhánh trên đợt rồi. Dân leo cuốc lên cái đợt cái bằng.
dân sẽ cưa xuống, ở bên dưới anh Dũng sẽ kéo trời về hướng này. Ở bển là có cái mé nhà của người dân. Trời cũng đang bắt đầu chuyển mưa. Dạo này mình quay phim gặp chuyển mưa không ta? Được không? Đứng đây được không? Hiện giờ anh Dân đang đợi anh Dũng lấy thêm con dây nữa. Ngã ngã được mà. Anh Dân hơi to con nên hơi bị nhát chút cả nhà. Cái nhỏ nhỏ như em Cường thì em Cường nó leo lên trên này. Anh Dân hơi to nè, bị nhát. Người liều lên cắt thêm nhánh nữa thì nhẹ đó. Có thể xả xuống luôn. Em thấy cũng hiu quá chứ. Rồi. Nhà thấy là cây bằng cao. Sức mạnh của YouTube. Tại ông nhát thôi chứ gặp tôi cũng leo như vậy rồi. Nói anh nhát thôi gặp tôi leo lên tới trên đọt nữa. Vì sao? Dữ vậy sao?
Trời đang chuyển mưa nên không được trồng lắm cả nhà. Nãy tìm cái hướng quay cho nó đẹp. Còn nhưng mà không có hướng nào để đẹp hết trơn. Anh Văn kèm chủng một phim dây nữa. Buộc thêm một sợi dây nữa. Anh Văn đang kéo lên. Sợ cưa ngã cái đọt á. Thì góp lên cái mái nhà nè. Nam buộc thêm một sợi dây nữa để anh Dũng bên dưới dịch thẳng xuống. Ừ, anh Văn bắt đầu chuẩn bị từ từ lên xuống, chưa từng đoạn từ đoạn thấy.
hả? Cái dừa mình để cho nó cũng được lâu, nó để lâu được. Dạ. Bữa sẽ để dành. Cái gì cha nội? Anh về anh bỏ cho anh thôi, vợ anh đi em ưng anh liền. À, sẽ cưa thêm một đoạn này chăng à, chỗ anh dân ngồi cả nhà. À, bên dưới anh Dũng sẵn sàng kéo cái đoạn này thật là to. Thấy có lực lực thiệt mạnh mới được cho nó về hướng bên phía này. Anh Dũng cũng đã hoàn thành xong cái bằng khủng nha cả nhà. Không thiệt hại gì hết. Cái phần còn lại thì chừa giữ mé. Mình cũng xin tạm kết thúc video tại đây. Tạm biệt cả nhà nha. Hẹn cả nhà những video mới tiếp theo.